những chiến binh anh hùng ngày đêm lăn xa tâm dịch, không màn hiểm nguy, không một giấc ngủ ngon lành. Người giữ an ninh trật tự, người tiếp tế những lương thực, thanh niên tình nguyện anh dũng ra tuyến đầu. Chiếc áo trắng thiên thần, bàn tay cứu giúp bao người, không lời oán than, nỗi lòng nhớ mong gia đình. Kẻ những bộ đội anh dũng gõ cửa trao yến lương thực, tự hào là con cháu dòng tiên Lạc Hồng. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, ta trao nhau bao niềm tin đó, thương những con người khốn khó trong đại dịch, đoàn kết vượt qua tháng ngày tăm tối u buồn, giữ vững niềm tin cho ngày mai. Việt Nam ơi, cho cuộc sống ngày mai tươi xa tâm gì, không màn hiểm nguy, không một giấc ngủ ngon lành. Người giữ an ninh trật tự, người tiếp tế những lương thực, thanh niên tình nguyện anh dũng ra tuyến đầu. Chiếc áo trắng thiên thần, bàn tay cứu giúp bao người, không lời oán than, đôi lòng nhớ mong gia đình. Kìa những bộ đội anh dũng gõ cửa trao yến lương thực, tự hào là con cháu dòng tiên Lạc Hồng. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, ta trao nhau bao niềm tin đó, thương những con người khốn khó trong đại dịch, đoàn kết vượt qua tháng ngày tăm tối u buồn, giữ vững niềm tin cho ngày mai. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, ta chung tay tiêu diệt Covid, xin biết ơn những chiến binh anh hùng, dù đi trong nắng mưa vẫn bước đi âm thầm, mong cho cuộc sống ngày mai tươi xanh. Dù đi trong nắng mưa vẫn bước đi âm thầm, cầu mong cho cuộc sống ngày mai.